Trong chồng thì chú cắt tóc cho. Ngủ mà chú vẫn cắt tóc được, vẫn đi ở được thế này. Chưa đâu. Thằng nào mà buồn ngủ sang đây chú cắt tóc cho ngủ say luôn đi nhá. Quên cả lối về luôn. Đấy. Cắt thế này mới khó chứ. Cắt cái kiểu người ta thức thì đơn giản cho cháu nhá. À, múa nhất nằm múa luôn này. Ok nhá, con cháu đấy cái kinh của chú ca như thế này thì bảo chú nhá. Cắt tóc nó phải như thế này, đúng ngủ cũng cắt. Ngủ say này, cắt kiểu ngủ say luôn nhá. Bắt đầu lại không đơ. Chém. Ngủ say cắt kiểu không đơ luôn này. Đấy, ngủ cũng cắt được. Nghệ sĩ là người ta phải như thế chứ, đố thằng nào cắt được cái kiểu ngủ ấy đấy. Ngủ mà cắt vết vẫn đẹp như đúng rồi này. Đấy. Ngủ cắt vết kiểu vết luôn. À, ngoài học chơi được kiểu này không? Ok.